Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Zonian Supercar Vlog. Và hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn một thông tin, đó là VinFast Lux SA và Lux A 2.0 sẽ tăng giá từ ngày 1 tháng 11 năm 2019. Có nghĩa là chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thì VinFast Lux SA 2.0 và Lux A 2.0 sẽ có giá bán mới. Với phiên bản Lux A 2.0 thì nó sẽ tăng 59 triệu đồng. Còn với phiên bản Lux SA 2.0, với là phiên bản SUV, nó sẽ tăng 65,4 triệu đồng trên mỗi phiên bản. Thời điểm hiện tại thì VinFast Lux A 2.0 tiêu chuẩn sẽ có giá từ 1 tỷ 099 triệu đồng. Phiên bản nâng cao là 1 tỷ 187 triệu đồng. Phiên bản cao cấp da Nappa đen là 1 tỷ 337 triệu 700 nghìn đồng. Phiên bản Lux A 2.0 cao cấp da Nappa be hoặc nâu là có giá 1 tỷ 348 triệu đồng các bạn nhé. Trong khi đó thì với mẫu SUV thì cái phiên bản thấp nhất sẽ có giá bán là 1 tỷ 530 triệu đồng, nghĩa là cao hơn khá khá so với mức giá 1 tỷ 114 triệu đồng tiêu chuẩn được công bố cách đây không lâu. Mới ngày 1 tháng 10 thì VinFast Lux SA và Lux A cũng đã tăng giá, tuy nhiên sang ngày 1 tháng 11 thì nó tăng giá tiếp tục. Theo lộ trình thì nó tiếp tục tăng giá tiếp. Với phiên bản nâng cao của Lux SA 2.0 thì nó có giá lên tới 1 tỷ 614 triệu đồng. Trong khi đó với cái phiên bản cao cấp da Nappa đen thì nó có giá 1 tỷ 803 triệu đồng. Và cao nhất của VinFast đó là Lux SA 2.0, phiên bản cao cấp da Nappa be hoặc nâu có giá 1 tỷ 814 triệu 400 nghìn đồng. Vâng, hiện tại thì VinFast Lux SA có giá cao nhất là lên tới 1 tỷ 814 triệu, trong khi VinFast Lux A 2.0 có giá bán cao nhất là 1 tỷ 348 triệu đồng các bạn nhé. Thấp nhất là 1 tỷ 099 triệu, có nghĩa là nó tăng đáng kể so với mức giá 880 triệu đồng và 990 triệu đồng. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bởi vì anh chủ cũng đã đi ra rồi. Anh chủ thì có một chiếc màu nâu khá là đẹp. Khá đẹp các bạn. Đây là màu mới của VinFast Lux A 2.0. Đây là màu nâu. Chiếc này có lẽ phiên bản là full option. Hiện tại thì giá có thể lên đến 1 tỷ 348 triệu đồng, cao hơn khá là nhiều so với phiên bản 2.5Q của mẫu xe Toyota Camry. Xe đã di chuyển, cụm đèn hậu quá đẹp, quá sexy luôn các bạn ạ. Anh chủ lại không đi mà chỉ là đi lên trên một đoạn thôi.